và toàn bộ cái thân vỏ này được đúc bằng vàng khối O750. Toàn bộ trên mặt vòng bezel này đó là đính một cái viền kim cương baguette. Kim cương baguette, tất cả những viên kim cương baguette mà Kỳ Lân đang chọn để sử dụng cho đồng hồ chế tác này, nó thuộc trong top nước DEF và độ sạch là VVS1, VVS2. Vâng, và hôm nay Kỳ Lân tiếp tục lên một video mới để mà giới thiệu với quý khách. Đó chính là clip video giới thiệu về chiếc đồng hồ Patek Philippe. Đồng hồ Patek Philippe chế tác của Kỳ Lân Luxury. Đây là một cái đồng hồ Patek Philippe đúc bằng vàng nguyên khối, chế tác bằng vàng nguyên khối và đính kim cương thiên nhiên. Đây, toàn bộ trên mặt vòng bezel này đó là đính một cái viền kim cương baguette. Kim cương baguette, tất cả những viên kim cương baguette mà Kỳ Lân đang chọn để sử dụng cho đồng hồ chế tác này, nó thuộc trong top nước DEF và độ sạch là VVS1, VVS2 hoặc là VS1 thì tùy, nhưng mà thường thì tất cả là những nhóm thuộc DEF thì trong top nước cao nhất là nước DEF rồi, thì chắc chắn là mình chọn một trong ba nước đó thì nó sẽ trở nên rất đẹp. Đây là một cái bút thử, thì bút thử này đối với kim cương thiên nhiên thì mặc định auto nó sẽ nhận diện ngay lập tức. Đây mình nó báo nguyên pen, nó báo ngay là đây mình, nó báo ngay là đây mình ngay. Tuy nhiên là có nhiều viên đá CVD moi cao cấp, siêu cấp ở ngoài thị trường, mình thử bút này đôi khi nó bóng nhầm là diamond, cho nên là bút này chỉ thử mới tính chắc cho những đồ thật, đồ thiệt thôi, và tính chắc chính xác nó thì cũng không tuyệt đối được, chỉ có làm tính chắc minh họa trong khách xem cho có thú vị thôi. Còn khi mà quý khách thật sự mua một sản phẩm cao cấp giá trị thì quý khách phải đem đi giám định. Đó là cái điều mà Kỳ Lân luôn luôn muốn gửi gắm trong tất cả clip của mình, dù mua ở đâu, mua bất kỳ nơi nào, đã là đồ giá trị, đồ thiên nhiên, mua bằng tiền thì chúng ta nên đi giám định, vì chỉ có giám định ở những nơi có những cái máy móc chuyên dụng thì mới đảm bảo. Và tất cả sản phẩm của Kỳ Lân khi cung cấp giao lưu với khách thì chắc chắn đều đã giám định hết rồi, giám định sẵn mà có giấy tờ sẵn. Nhưng Kỳ Lân cũng khuyến khích tất cả các khách hãy đi giám định lại theo ý mình, tức là Kỳ Lân giám định là chuyện của Kỳ Lân, còn quý khách về tự mình đi giám định để cho quý khách an tâm tuyệt đối thì bắt buộc khách nên đi test cho mình thoải mái hơn. Đôi khi mình cầm một sản phẩm, Kỳ Lân tư vấn là diamond và thiên nhiên và có giám định đầy đủ rõ ràng, thì quý khách chỉ biết là trong giấy tờ và Kỳ Lân đảm bảo như vậy thôi. Còn quý khách về mà tự đi giám định nữa thì nó sẽ củng cố cho cái niềm tin nó tuyệt vời, bởi vì Kỳ Lân đã đảm bảo rồi, quý khách đích thân đi giám định rồi, thì khi mà một ai đó hỏi sản phẩm mình là chất liệu gì, chất lượng gì thì quý khách trả lời mà tự tin tuyệt đối luôn. Và toàn bộ cái thân vỏ này được đúc bằng vàng khối O750. Đối với vàng thì cũng vậy, Kỳ Lân đã đi phổ, quan phổ thì thường thì quý khách biết là ở những tiệm vàng họ thường thường họ sẽ khi mà thu vàng cũ họ sẽ nấu lại, gom cục lại, và họ thường thường gom cục lại thì thành phần phần trăm vàng nó sẽ không biết chính xác được là bao nhiêu, hoặc là vàng thu vô nhiều cái họ không biết được chính xác là bao nhiêu, đôi khi ở trên họ khắc là 750 nhưng mà thực ra chỉ 61, thì cái thành phần phần trăm vàng nó sẽ không có chính xác. Vì vậy bắt buộc để mà làm được điều đó thì mình không thể mài bằng axit bình thường, mài axit bình thường để phân biệt phần thật phần giả đồ thôi, chứ không thể nào biết chính xác được là nó là bao nhiêu phần trăm vàng cả. Vì vậy thì ngày nay thì mới có những cái máy quang phổ Olympic, một số cái máy của Mỹ thì máy này rất thường là mắc tiền và phải có người trình về kỹ thuật để mà vận dụng nó, cho nên hầu như những cửa hàng bình thường họ sẽ không có làm chi vấn đề này, tức là họ bỏ bớt công đoạn này, họ chỉ mua bán sản phẩm có mộc của họ thôi, hoặc là họ mua ở ngoài, họ coi những giấy tờ họ sẽ mua, họ đảm bảo, hoặc là những cái vàng thỏi, vàng cục, vàng chưa thành phẩm nữ trang chẳng hạn đi, thì ít nhất mình phải biết được tuổi vàng nó bao nhiêu để mình định giá, thì bắt buộc là phải có những cái máy quang phổ như vậy. Thì có những cái nơi mà chuyên đi phổ quang phổ vàng thì lúc đó chúng ta sẽ đem đến những nơi đó và họ sẽ phổ cho mình và họ sẽ ghi thành phần trên cái cục vàng này nó là bao nhiêu phần trăm vàng, bao nhiêu phần trăm là bạc, bao nhiêu phần là kẽm chẳng hạn, như thế thì sẽ rất là chi tiết, rất rõ ràng.
Và tất cả những sản phẩm bằng vàng khối của Kỳ Lân thì Kỳ Lân đã làm điều đó, làm sẵn và có giấy sẵn cho mỗi sản phẩm của mình. Tuy nhiên, cũng như trong vấn đề kim cương, Kỳ Lân có nói là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân đã giám định rồi, đã đi quan phổ hết rồi. Đó là việc của Kỳ Lân phải làm, bắt buộc phải làm. Và Kỳ Lân đã cam kết đảm bảo với khách hàng rồi. Mặc dù Kỳ Lân đã có giấy đã cam kết rồi, nhưng mà quý khách về cứ nên đi test thêm đi để củng cố thêm cái điều đó là hoàn toàn chính xác. Thì quý khách sẽ đi đến những cái nơi quý khách tự tìm, hoặc là nếu như quý khách không có địa chỉ, Kỳ Lân sẽ cung cấp địa chỉ, hoặc là quý khách tự tìm những địa chỉ mà mình biết để mình tới mình quan phổ, để mình đo tuổi vàng, mình sẽ tận mắt chứng kiến thấy người ta quan phổ cho mình và biết được chính xác sản phẩm mình đây là bao nhiêu phần trăm vàng, bao nhiêu phần trăm là bạc, chẳng hạn như thế. Tất cả sản phẩm mà Kỳ Lân đang làm bằng vàng á, thì nó là vàng AU750 vàng 18K chuẩn châu Âu, kim cương thì kim cương thiên nhiên. Nói chung là tất cả những cái gì mà Kỳ Lân làm đều là thiên nhiên. Vàng thì vàng khối AU750, kim cương thiên nhiên, những đá quý thì cũng là đá thiên nhiên, đá Sophia, đá Ruby, tất cả đều là thiên nhiên hết. Kỳ Lân không làm đồ nhân tạo, nên là khi khách hỏi những cái sản phẩm mà đồ nhân tạo thì Kỳ Lân xin phép được phép là không có trả lời. Bởi vì Kỳ Lân đã nói rất rõ trong tất cả các clip, tất cả bài đăng, tất cả những cái trên website của mình, tất cả thông tin Kỳ Lân đưa ra đều là hàng thiên nhiên, không có làm những sản phẩm kia. Cho nên Kỳ Lân cảm ơn khách đã xem và hiểu và đã ủng hộ Kỳ Lân. Và video clip đến đây, Kỳ Lân xin được phép kết thúc. Một lần nữa, Kỳ Lân chúc tất cả quý khách tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, luôn luôn thành công, và hãy dành thời gian đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để giao lưu, trao đổi những sản phẩm hấp dẫn mà chắc chắn rằng sẽ làm gây thú vị cho quý khách. Mọi thông tin chi tiết thì Kỳ Lân có để trên website kỳlanluxury.com. Hoặc là quý khách có thể gọi trực tiếp cho hotline cũng như Zalo 0901 247 247. Và đừng quên subscribe kênh YouTube này, đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube này, đừng quên theo dõi các fanpage này, và đừng quên ủng hộ Kỳ Lân Luxury nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.